Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Rô Bờ Lóc ngàn. Rồi hôm nay sao các bạn, trong cái cập nhật mới episode 71 update đó, chúng ta đang có một sự thay đổi nho nhỏ đối với cái con Cupid Camera Queen Man. Trong đó thì cái tuyệt kỹ piercing của nó đã thay đổi một chút xíu, không có thay đổi cũng hơi nhiều nha các bạn. Đó chính là cái mũi tên xuyên đó, nó không xuyên qua được nhiều mục tiêu giống như trước, hay nói một cách khác hơn là nó đã bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều lần rồi đó các bạn. Nhưng mà câu hỏi lớn hơn đặt ra là giảm sức mạnh thì giảm sức mạnh gì đó, liệu rằng cái con Cupid Camera Women này còn có thể đi Nightmare Auto Skip từ đầu đến cuối bằng cái cách là một mình nó làm đam chính hay không? Thì bây giờ chúng ta mới có video này. Bùm sẽ kết hợp cái con Cupid Camera Women với lại con Santa TV Man đi một cái map để mà chúng ta test thử xem Cupid Camera Women liệu có đã phế trong phiên bản mới hay không nghe. Rồi vô nè. Thì nói chung là như vậy nè các bạn, cái con Cupid Camera Women hồi lúc trước đó, nó có thể là một mình nó đi Nightmare Auto Skip, thì bây giờ giảm sức mạnh thì đương nhiên là nó không thể làm giống như cũ được nữa. Các bạn sẽ không thể yêu cầu là một con Cupid nữa, phải có Santa TV Man. Mà cái con Santa TV Man này để mà farm được mà tối ưu và cái việc xây dựng cái con Cupid á, thì các bạn để một số quay đầu các bạn cứ xây Santa đi. Còn cái vị trí đặt như thế nào thì chút nữa Bùm và các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu nha. Bởi vì Bùm nói rồi đó, bản thân Bùm thì cũng chỉ mới test lại thôi. Nghe đọc cái bình luận của các bạn nói Cupid Camera Queen mình bị nép gùi vậy anh Bùm, ôi test lại thử coi nó có còn xài được không, thì test liền cho các bạn. Bây giờ thì Bùm sẽ xây là Bùm sẽ xây ở đây nè các bạn. Bùm không có xây cái kia nữa, Bùm phải xây ở đó đó các bạn, để mà chúng ta tối ưu việc xây dựng cái con Santa TV chúng ta farm tiền cái đã. Nói chung là cái chuyện này là cái chuyện Bùm đã gọi là dự đoán ngay từ đầu rồi các bạn. Chắc chắn một điều là cái con Cupid Camera Women nó phải bị nép thôi. Không nép làm sao được, OP quá các bạn. Legendary mà một mình nó đi Nightmare Auto Skip từ đầu đến cuối mà không nép thì phải nói là Talendrit làm việc làm ăn quá tệ hại. Không thể để như vậy được. Rồi anh là anh phải làm sao cho nó chuẩn chỉnh một xíu anh Talend. Họ một đợt này nè, Bùm phải up cái con này lên level 2 nha các bạn. Bùm xin nhắc lại với các bạn một điều này ha. Đây là video test đầu tiên, cho nên là cái câu trả lời nó có phế hay không thì Bùm không thể trả lời ngay lập tức. Bùm phải cùng các bạn gọi là thử thách, chúng ta phải thử chơi thì chúng ta mới biết được. Okay. Trong đó thì Bùm thấy một điều như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn đi, Cupid level 2 nè các bạn, coi bắn. Nó chỉ bắn được hơi xa hơn một xíu so với cái tầm bắn đó thôi các bạn. Này bắn này nè, thấy chưa, hầu như hồi lúc trước là nó bắn được xuyên được tới đây luôn đó các bạn. Còn up 2000 là bắn xuyên hết toàn bộ rồi đó. Nhưng mà bây giờ không được nữa, rõ ràng luôn nè. Nhìn kỹ lại nè, nhìn kỹ đi đó, thấy không, bắn được có ra tới đây à. Thì chính xác là nó bị nép rồi đó. Cái này gọi là không thể bàn cãi được nữa, nó chính xác, nó chuẩn mực rồi, bạn đi cãi cái gì nữa, đâu có gì đâu bàn cãi. Nhưng mà các bạn nhìn đi, ở một cái con đặt xuống 100 up lên 300 là 400 mà đép được đến quay thứ 7 như vậy thì cũng không phải yếu nha các bạn. Như vậy thì cũng không gọi là yếu nha. Cái con Duo Cloud Toilet nó cũng chết nè các bạn. Đâu đến nỗi nào đâu. Thì bây giờ Bùm sẽ up cái con Santa TV Man này lên level 5. Thì Bùm tạm thời dừng lại xíu các bạn. Bùm thấy cái con Mutant Toilet này nè, 14.000 máu nha. Bố Toilet 16.000 máu, nó chuẩn bị nó tới rồi. Chúng ta phải làm sao có cái con Cupid Camera Women này gọi là lên level 3 thì Bùm mới nghĩ là có thể là giết được cái con này. Nói chung là nó cũng sẽ hơi cái khó khăn đó các bạn. Hơi khó mà khăn mà cái này đó các bạn. Không phải dễ giống như trước đâu. Dễ giống như trước thì còn gì nữa. Ê lát quá. Đó up lên được rồi các bạn, up lên được 2000 là Bùm bảo đảm với các bạn là các bạn yên tâm, không cần nhìn nữa, chúng ta không cần nhìn nữa, chúng ta biết nó đép được rồi các bạn, yên tâm. Bùm nói yên tâm là yên tâm nha. Thì chữa quay qua bắn đi, bắn bạc nhầm nho gì các bạn, không có nhầm nho gì hết trên nha. Và Bùm nói thêm một cái chuyện này nhìn nè các bạn, có một số bạn á cứ mong muốn là có những cái con unit mạnh, mà mạnh ơi là mạnh, mạnh thiệt là mạnh, rẻ ơi là rẻ, ngon ơi là ngon. Thì Bùm nói với các bạn như vậy nè, nó mất đi cái tính chất cái gọi là cân bằng unit, đúng không, và nó mất đi cái tính chất gọi là chiến thuật trong một cái game, đúng không. Các bạn chơi một cái game mà các bạn thấy là có một con một mà các bạn xử đẹp hết tất cả những cái con toilet, thì liệu rằng các bạn còn thấy cái game nó hay hay không, hay là các bạn thấy cái game nó từ từ nó bị lõ dần. Không được đâu khoan các bạn ơi. Lụm tiền không sao các bạn. Ê đợi up con này lên 4000 coi được không nghe. Nếu không được thì Bùm xây nữa. Được up lên. Tuyệt vời các bạn.
up lên được là Bầm thấy là ổn định rồi đó, tuyệt vời rồi đó. Và Bầm thấy là Santa TV Man đó thì chúng ta chỉ cần gọi là up vừa vừa thôi các bạn. Bầm nghĩ là có thêm một con nữa lên level 7 là được rồi, bởi vì là Cupid hiện tại là đã max level. Và Bầm thấy là với cái lượng đam này đó, với cái kinh nghiệm cá nhân của Bầm đó, hoàn toàn nó có thể đép được. Cho nên là chúng ta gọi là farm một con Santa thôi lên level 7 là được rồi. Còn hai cái con này level 5 là vừa đủ, chúng ta đã đủ say rồi các bạn, không có cần farm nhiều quá. Đó, Explosion Flying Toilet này nhảy vô các bạn yên tâm nha, bởi vì cái con này nó chống được hai lần tool nữa các bạn. Sao đó. Giờ chúng ta nhảy qua để chúng ta xây ha, chúng ta xây cái vị trí đẹp của nó. Rồi các bạn ơi, bắt đầu rồi là Bầm thấy là chúng ta có hai con, một con mát với lại một con level 3 là Bầm bảo đảm với các bạn là ổn định lại đó, chắc chắn với các bạn luôn là ổn định, không có lo sợ, không có cái sợ hãi gì đây cho nên các bạn cứ yên tâm. Dù là mũi tên xuyên của nó bị giảm sức mạnh đi chăng nữa, nhưng mà các bạn phải nhìn là DPS con này là 9000, ở cái wave 16 có một cái con DPS 9000 à các bạn nhìn nè. Cái toilet hiện tại nó chỉ đâu đó là 6 mấy 8 mấy ngàn, thì nhầm nhò cái gì các bạn, thấy không? Bây giờ chúng ta úp luôn cái con này lên mát. Bây giờ hai con Cupid mát thì các bạn thấy không? Vậy thì ngay cái giai đoạn này nha, không có biết giai đoạn sau sao nha, giai đoạn này đó là Bầm thấy là vẫn còn ổn định. Cupid vẫn còn ổn định. Bot toilet 2.0 136.000 máu nó vẫn giải quyết được. Các bạn yên cây tâm cho Bầm. Với cái kinh nghiệm đầy mình của Bầm thì Bầm xin trả lời với các bạn là yên cây tâm, không có nhầm nhò gì trên đó. Ba con luôn rồi đó. Ủa các bạn ơi, nếu mà nói nó nép sức mạnh nó bị yếu lại thì Bầm vẫn chưa thấy yếu lắm nha các bạn. Các bạn có nhìn thấy một cái con legendary nào á các bạn, mà khi mà đến wave thứ 18 á các bạn chỉ cần farm Santa theo kiểu một con level 7, hai con level 5 mà nó đép ổn vậy không các bạn? Ê, lên đường hết luôn rồi nè. Tôi lết lên đường hết rồi đó. Trời ơi nè, 500, 300 mấy chục ngàn máu rồi lại. Rồi cái dòng thứ đi chậm này là các bạn biết làm gì không? Nó đứng ra đằng trước để cho những cái con ở phía sau bị hả tiêu diệt thôi, chứ không có gì hết trơn. Ê, vậy đâu có yếu đâu ta. Ôi, vậy là không yếu lắm đâu nha các bạn. Nó vẫn còn ok, tới quay thứ 20 còn ok chưa biết. Đã chơi tới mát cho mà biết. quên, khẳng định bây giờ là tầm 7. Xin lỗi các bạn, từ, bình tĩnh. Thì phải nói là dùng cái từ gì là bây giờ nó còn ổn định, chứ không phải nói là nó mạnh. Nói nó mạnh là sai thực tế. Thôi bây giờ Bầm bán luôn con này đi. Bầm hả gọi là Bầm tập trung vào cái việc là Bầm xây ở đây nha các bạn. Bây giờ bao nhiêu con ạ? 5. Chắc con thứ 6 vẫn còn được các bạn ơi. Xây luôn con thứ 6 lên đi. Trên cái hàng này luôn các bạn ha. Các bạn xây á, Bầm bị OCD á các bạn. Có nghĩa là nhiều khi á, lựa cái vị trí á, Bầm lựa lâu lắm các bạn. Nó hơi lâu một xíu là Bầm muốn thẳng á. Nói chung là cái bệnh này thì cũng không biết là nó tốt hay nó xấu, nhưng mà nó vậy đó các bạn. Để coi có nên thêm hàng nữa không ha. Nên các bạn ơi, nó vẫn còn gọi là giới ra được á. Thêm con nữa đi các bạn. Bầm nghĩ là thêm con nữa vẫn được nha. Gọi là nè. Canh cho nó thẳng mới được các bạn. Và canh cho nó gọi là nó gần mới được các bạn. Nó bị bệnh OCD. Nó tai hại cho chỗ đó đó. Nhưng mà nó cũng có tạo ra một cái hay là Bầm là một cái người kỹ lưỡng hơn người khác. Ok chưa. Rồi thì đến quay 25. Chúng ta có tổng cộng ở đây là Bầm đếm coi bao nhiêu. 3, 6, 7. Con này là con thứ 8 nha các bạn ha. Các bạn nhìn đi. Tự các bạn nhìn thì các bạn thấy rằng chúng ta đâu có cần phải nói nhiều đúng không? Là cái gì? Là lát. Thời ơi, đang định nói là nó đép ổn đó, nhưng mà nó lát. Thèn phẹt ơi, ngổ kỳ đời kỳ lạ. Rồi bây giờ gì đi, trở lại vấn đề. Thì cái con Cupid Camera Women này nè, nghe các bạn vui lòng chuyển nó sang cái target lát cho Bầm nha. Là cái nó đánh cái con sau cùng á các bạn. Thì các bạn tưởng tượng như vậy nè, khi mà nó đánh mũi tên đó các bạn, thì nó sẽ quánh xéo qua cái con sau cùng, chứ nó không quánh qua cái con đầu tiên. Đôi lúc đó các bạn, khi mà nó đánh con đầu tiên á thì cái mũi tên nó sẽ đi cái hướng này, thì nó bị chạch hướng, đúng không? Thì nó không tối ưu được, nhưng mà nó đánh ra con sau cùng thì nó đánh theo cái đường này, các bạn thấy không? Thì nó sẽ bắn được xuyên nhiều con nhất có thể. Nó là cái kinh nghiệm đó đến từ cái gì? Sự tìm hiểu và cái kỹ năng của một cái người chơi game gọi là lâu. Mà Bầm nói với thiệt với các bạn điều này nha, có những người cũng chơi game lâu ấy, nhưng mà bởi vì là đều quan tâm tới cái yếu tố farm nhiều quá, quan tâm tới yếu tố làm sao có nhiều unit mạnh quá, cho nên là bỏ rơi đi cái việc gọi là tăng cái kỹ năng lên. Thì ở Bầm gọi là Bầm thấy là chuyện đó nó cũng không hay lắm các bạn. Chúng ta chơi game là chúng ta giải trí, và giải trí theo một cái cách gọi là cái gì, là giải trí lành mạnh. Mà muốn giải trí lành mạnh là đừng có hơn thua nhau bằng cách là thằng này có unit mạnh hơn thằng kia, rồi thằng này sưu tầm được nhiều hơn kia. Đừng có như vậy là không có hay, như vậy là không có tốt. Chúng ta phải làm sao thằng này có kỹ năng cao hơn kia,
cùng một số lượng unit giống như vậy. Nhưng mà tôi là tôi chơi hay hơn bạn, tôi chiến thắng hơn bạn. Ừ, tôi xài đúng unit giống y chừng, y chang y đốc, không có khác gì bạn, nhưng mà tôi thắng được. Còn bạn thấy, bạn quá quan tâm tới yếu tố farm viết đồ này kia, các bạn bạn không thắng được giống như tôi. À, ok chưa các bạn? Hiện tại thì Bùm đã có tổng cộng ở đây làm trừ 3 con Santa TV Man ra thì mình có 11 con Cupid rồi đó các bạn. À, và với cái lối xây dựng này của Bùm á, thì Bùm nghĩ là các bạn cũng nên gọi là tham khảo. Các bạn có thể là các bạn tự sáng tạo cũng được. Nói chung á là chơi cái game này thì Bùm thấy là cũng rất là nhiều người giỏi hơn Bùm, nhưng mà họ không có cái điều kiện để quay video, hoặc là họ không có cái điều kiện gọi là tiếp xúc được với lại nhiều bạn á, cho nên là nó không có được phát dương quang đại. Còn ở Bùm á thì Bùm cũng gọi là một cái người chơi tâm huyết. Bùm không biết là nhiều khi nói giỡn với nhau là Bùm kỹ năng người Bùm não bự đồ này kia các bạn, thì thật ra thì nó là một cái phần sự thật thôi. Là Bùm gọi là Bùm cũng dựa vào cái trí não của Bùm, trí não của Bùm để mà Bùm chơi game, nhưng mà phần còn lại là vào đam mê, rất đam mê với lại những cái game chiến thuật giống như vậy. Cho nên là vì vậy là đôi lúc là cái kỹ năng của Bùm nó khá là tuyệt vời nha các bạn. Trong đó thì một số bạn mà gọi là đã xem cái video về speedrun của Bùm thì cũng thấy rồi đúng không? Hiện tại thì theo như những cái gì mà Bùm quan sát và Bùm biết được nha, thì cái video speedrun ở trong cái phiên bản cập nhật trước đó các bạn, thì Bùm đã đứng đầu thế giới rồi các bạn. Đó là một cái tin vui, một cái tin vui dành cho tất cả chúng ta ha. Tin vui dành cho tất cả những cái người đã xem cái kênh Bùm, và tin vui dành cho không chỉ cá nhân Bùm, bởi vì nếu mà không có các bạn xem video thì Bùm đâu có thể là có được cái số, những cái gọi là số lượng tài chính nhất định để mà mình mua những cái con unit mà đi speedrun Nightmare đâu. Cái unit mà Bùm sử dụng cái speedrun Nightmare đó mất tiền lắm đó. Không có các bạn sao được. Thì vì vậy phải nói là công nhận cái kết quả cuối cùng đó là kết quả của tất cả chúng ta. Ok chưa? Rồi chúng ta trở lại vấn đề. Thì nãy giờ Bùm làm cái gì Bùm chưa giải thích cho các bạn đúng không? Bây giờ Bùm sẽ giải thích. Đầu tiên là việc Bùm xây cái con Cupid Camera Women ở cái dọc ở giữa này thì các bạn quá hiểu rồi đúng không? Chúng ta tận dụng cái mũi tên xéo về cái hướng này. Tuy nhiên nếu mà các bạn cứ xây dọc nữa đó các bạn, thì cái con cuối cùng các bạn đi càng xa đây nè, nó đến đây nó mới bắn toilet đúng chưa? Nó bị giảm cái tầm đánh nó đi, cho nên chúng ta có thể là chúng ta xây ra đây, nhưng đổi lại là chúng ta chuyển qua target lát ở tất cả những cái con hai bên. Giống như Bùm giải thích lúc nãy đó, thì nó vẫn có thể bắn xuyên được nhiều cái con toilet hết, đúng không? Thì đến quay thứ 38, chúng ta có thể tạm thời gọi là con này vẫn còn đẹp rất là ổn các bạn. Và Bùm xin khẳng định với các bạn một cái điều như thế này nha. Nếu các bạn gọi là so sánh với những cái con Legendary khác đó, thì các bạn có thấy cái con nào làm được cái chuyện này không các bạn? Không biết nữa. Các bạn nhìn giúp Bùm đi. Quay 39 trước đã, chúng ta chưa nói tới cái lúc mà kết thúc game nha. Chúng ta nói riêng với ở quay 39-40 cái đã. Có cái con nào mà dùng thêm một cái con farm tiền Santa TV, rồi dùng mỗi một mình nó mà đép tới quay 39 mà gọi là quánh kiểu này không các bạn? Không. Không có, trả lời luôn. Không phải là bị đa nhân cách, nhưng mà trả lời luôn cho các bạn dễ hiểu đó. Không có đâu nha, không có con nào mà làm được cái chuyện này hết trơn á. Cho nên là nếu mà nói Cupid Camera Women phế là Bùm không tin, và Bùm xin phản bác lại là không đúng. Với cái kinh nghiệm, cái kỹ năng chơi game của Bùm thì hoàn toàn không đúng. Con này vẫn cứ là một unit OP các bạn. Vẫn là một unit OP nè. Một cái con 1 triệu máy máu đúng không các bạn? Nó đứng đây nó bắn cái con đầu tiên đúng không? Xong, lên được. Trời ơi, chỉ còn gì nữa đâu đúng không? Và sau khi video này đi được đến quay 41 ấy, thì Bùm gọi là Bùm mong mỏi một cái điều gọi là nhiều người hơi đi ngược lại với một số người khác đó các bạn. Người khác mong mỏi là talent rich nên biết tới mình, còn Bùm ấy, thì Bùm không mong muốn chuyện đó. Tại sao? Tại vì khi mà Bùm chơi á các bạn, cái kỹ năng của Bùm với lại cái kinh nghiệm của Bùm chơi nhiều quá, cho nên Bùm có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của từng con unit đó các bạn. Wow. Thì có lẽ là talent rich đã hiểu theo cái kiểu là giảm cái gọi là cái mũi tên xuyên của cái con này đi rồi thì nó hết OP. Nhưng mà chắc nếu mà talent rich biết được là người Việt Nam có một người giống như Bùm mà chơi theo cái kiểu này và đã quan sát được video này và hiểu được tiếng Việt đó các bạn, chắc nép lần nữa quá. Oh no. Tại quay 43 rồi đó. Auto skip. Auto skip nữa. 44 luôn nè. Auto skip nữa. Bùm chưa đâu nghe. Bùm chưa có tắt auto skip đâu nghe. Bùm quan sát, Bùm xem có cần phải tắt auto skip. Mà nhiều khi không cần tắt đâu nghe. Để coi đi, quay 44 rồi đó. Không có rin laser lay giết, không có búp biết gì đâu nghe. Xây một cái đội hình gần như là y như cái đề xuất của Bùm trước đây. 45 luôn.
Huawei 45 luôn. Mà đôi lúc thì Bùm nói là cái ngược ngạo đó, thì nói Bùm cũng nói thiệt với các bạn, Bùm cũng hơi buồn. Hơi buồn ở chỗ như vậy, mình không có ngồi mình so sánh với lại những người khác, mình cũng không có nên nêu tên ra. Nhưng mà một số YouTuber khác đó, các bạn ở Việt Nam cũng đã được cái chữ ký. Họ cũng đăng ký, Bùm thì cũng đăng ký 3 tháng rồi các bạn. Bùm đăng ký cái gọi là partner của Talent Bridge đó các bạn, 3 tháng rồi. Mà tới giờ Bùm vẫn chưa nhận được cái chữ ký luôn. Thì là không biết cái lý do là gì. Chắc có thể là Talent Bridge đánh giá kênh Bùm nhỏ quá, hoặc là kênh Bùm gọi là không có tác động nhiều tới những cái người chơi Việt Nam, hoặc là thấy là kỹ năng này nó dở quá cho nên thôi không cho partner. Chuyện đó Bùm biết, không biết, nhưng mà Bùm nghĩ là đó cũng là một cái may mắn cho Bùm. Ảnh không biết mình là partner thì ảnh làm sao ảnh biết được cái video này, ảnh làm sao ảnh gọi là ảnh nhìn nhận là con Covid nó vẫn còn OP. Nó đi đến quay 47 auto skip. Mà nhiều khi nó quỳ đến quay 50 luôn, không biết chừng nha. Không có biết đâu chừng nghe. Biết đâu chừng. Khoan, từ từ các bạn ơi. Quay 48, 49 rồi này kia, Bùm biết một điều là ra những con mạnh, cho nên là Bùm sẽ chuyển những cái con này sang target lát các bạn. Các bạn biết tại sao? Để cho nó tập trung, nó bắn những cái con trên đường thẳng đó các bạn. Bùm sẽ chuyển một vài cái con ở phía trước qua target lát luôn nha các bạn. Và Bùm để lại 4 cái con phía sau để mà phết để làm chi? Để nhiều khi nó đánh một số con lọt thôi, còn lại các anh nên tập trung bắn cái đường giữa đi. Gái bắn đường giữa giùm em đi. Rồi sau đó Bùm để Bùm coi sao. Ê, quay 49 luôn đó các bạn. Quay 49 rồi mọi người ơi. Quay 49 rồi mọi người ơi. Vậy thì thôi, auto skip cho tới quay 50 luôn các bạn. Không tắt luôn, không tắt luôn. Để chúng ta gọi là đánh giá, nhìn nhận lại à, nhìn nhận lại cái câu chuyện là cái con Cupid này đó nó như thế nào nghe. Nhưng mà cái cảm quan ban đầu của Bùm đó các bạn, có thể gọi là xác nhận khoảng đâu đó 80-90% là chúng ta vẫn còn auto skip được cái đó. Và Cupid Camera Women nó sẽ làm unit duy nhất trong Toilet Tower Defense ở chế độ Legendary khi kết hợp với lại cái con gọi là Santa TV Man, có thể vượt Nightmare auto skip từ đầu đến cuối. Ok chưa? Rồi bây giờ thì những cái con này nó bắt đầu nó đi đi các bạn đúng không? Thì chúng ta lại chuyển cái này qua first để nó bắt đầu nó giải quyết từ trước tới sau, nhiều khi nó lọt ha. Chúng ta như vậy. Nó chơi game nó phải như vậy đó các bạn. Chứ mà chơi game giống như lúc trước mà các bạn cứ say xong rồi đợi qua rồi bắt đầu cứ thắng hoài nó chán lắm các bạn. Thì qua đây các bạn cũng thấy không, nó nhìn là mình biết chiến thắng luôn rồi đó, không có cần phải gì nữa đâu. Rồi chuyển cái con này phết luôn, từ từ chuyển qua phết đi rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện tiếp nha các bạn. Chứ không thôi để nhiều khi nó lọt chứ sợ nó lọt dữ lắm. Đó, nhìn đi, nhìn là biết chiến thắng rồi còn gì nữa đó. Mà cái này nó cũng cần, thật ra là cũng không phải là riêng cái việc là con này mạnh không, mà chúng ta cũng cần kỹ năng vậy các bạn. Là do Bùm có một vài cái kỹ năng giống như vậy cho nên mà Bùm mới làm được cái chuyện đó. Nó rồi đó, cô biết yếu đó, yếu không, có yếu không các bạn, có vé không, làm gì vé đâu các bạn. Legendary, chỉ có Legendary một con, một đi Nightmare auto skip được từ đầu đến cuối. Vậy mà phế gì không biết nữa. Rồi, thế thì qua video này thì Bùm cũng đã làm một cái giáo trình cho các bạn biết về Cupid Camera Women. Và chúng ta gọi là xây giống như cũ, chỉ có việc còn một số chỗ nó thay đổi một xíu là chúng ta thay đổi cái target nó một cái cách hợp lý hơn đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đi được cái map Toilet City auto skip từ đầu đến cuối. Và 17 phút gì đó là chúng ta đi xong một cái map và chúng ta farm xong tiền rồi các bạn. Rồi, nếu mà các bạn thấy video này nó hữu ích dành cho các bạn và bạn thấy là các cái kỹ năng của Bùm nó có hữu ích, các bạn có thể học hỏi được từ Bùm đó, ngoài giải trí, ngoài vui vẻ ra đó, nó còn học kỹ năng để mà chơi game hay hơn đó, nhớ lại, nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì kênh Bùm sẽ là một trong những cái kênh tốt nhất để giúp cho các bạn chơi game Toilet Tower Event tại Việt Nam. Ok, bye.